Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ lại solo squad nha. Vâng, khu trò chơi sẽ là điểm đến lý tưởng để solo nè. Vâng, trên nóc này không có súng rồi. Có một khẩu K98 với lại có 8X ở đây. Đùa. Nó hơi sai sai nhưng mà. Đây, bên này có súng này. Khẩu M4 khá là hợp lý. Đúng combo luôn. Rồi, ok. Mình cũng không thấy thằng nào nhảy xuống cả, hình như lại không ai nhảy vào đây ta. Cảm thấy nó hơi sai sai nhưng mà. Ui, có cái mũ ba bên kia. Đây, có người này. Rồi, bên kia cũng có luôn. Trái phải đều có. Chắc là mình sẽ bắt thằng bên trái trước, tại vì thằng bên phải thì nó sẽ khuất tầm rồi. Để mình lấy cái mũ ba cái đã, lát đỡ phải quay lại. Lại có thêm cái mũ 3 thì đỡ được mấy viên vào đầu ấy. Zolo nó chắc ăn hơn. Đây, nó lút trên đây. Một bé này. Vâng, team 9A nha em ạ. Mình sẽ áp sát dần. Áp sát dần lấy gốc, không cho nó cứu. Vâng, thằng bạn nó vẫn chưa sang. Để mình qua luôn. Không biết là nó bò ở đâu, chắc ở bên dưới này thôi. Đây. Gạt giò cái nhẹ. Bạn nó này. Rồi, ok. Trời ơi. Thanh niên này tranh thủ lúc đồ, nhiều đồ hết cả trường ra. Vâng, hình như ở đây chỉ có hai thằng thôi. Nãy mình nhìn sướt qua thì chỉ thấy hai thằng. Rồi còn bọn trong khu nhà nữa. Chắc là đồng đội của bọn này. Thế thì kiểu gì nó cũng để xa để cứu. M4 nhiều thế nhở. Vâng, thay vì chạy qua đi tìm không biết ở đâu thì chúng ta sẽ đứng đợi bạn ấy ở đây. Trên cái giàn giáo này. Kiểu gì nó cũng phải sang cứu đồng đội mà. Đây. Vâng, cũng mới chỉ nóc mà thôi. Vẫn còn một người nữa. Nhưng mà lúc nãy thì mình nghe thấy bên trong chỉ nghe được một tiếng bắn Uzi. Hơi sai sai nhở. Có khi ở đây chỉ có 3 thằng thôi em ạ. Đợi sốt ruột lắm. Chúng ta sẽ gặp giò lúc tí rồi mình sẽ đi săn người nha. Chứ ngồi đợi lâu không thích anh em ạ. Vâng, bọn này mặc dù lút viền viền bên này nhưng giàu vãi ở trường ra. Nhiều đồ thực sự. Vâng, khu vực Pochinki này không biết là có người không đây. Mình nghĩ là phải có đấy anh em ạ. Nó ở đâu đó bên này. Vâng, chính xác là trên nhà. Nhảy ra ngoài. Rồi. Hình như chỉ có mỗi bạn này thôi. Nãy mình nghe thấy bạn ấy bắn bot anh em à. Nhưng mà mình tưởng hai con bot bắn nhau cơ. Quá ra là người thật. Chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Ui, kiếm người hơi bị gian nan anh em ạ. Nếu mà có quả hích nhìn trên tường đi kiếm người thì nó lại hợp lý bao lâu. Nhưng mà thôi, chúng ta không nên chơi bẩn như thế. Mình không nên chơi bẩn như vậy. Đây đây đây, có người này. Vâng, bạn ấy mặc bộ đồ màu trắng. Di chuyển rất chi là... muốn ăn đạn vào mồm. Và đúng như vậy. Bạn ấy ăn đạn vào mồm thật. Nhưng mà không biết đồng đội của bạn ấy ở đâu đây. Nãy mình đảo một vòng thì chỉ thấy mỗi bạn ấy mà thôi. Bạn bò đi đâu vậy? À, đồng đội của bạn ấy bay rồi. Đây đây đây. Lượn như là chim vậy. Lượn lấy xe nào. Ui, nó bay thoáng một tí nữa là mình xây nóc rồi đấy.
Ấy chà, bò đi đâu bạn ơi? Bò đi đâu bạn ơi? Ô, nó lấy xe chạy thật. Ôi, cái tay lại ra nước rồi. Ra mồ hôi ấy anh em à. Đi đến đây à? Đông thế. Ui, một tim luôn. Ui, ghê vậy. Còn một thằng nữa. Nhưng mà mình yếu máu rồi. Vớ vẩn nó lại. Thôi thôi thôi, không chơi không chơi. Điều đã. Ok. Còn một thằng trên này. Úi, bốc hơi rồi. Cái định mạnh cái thằng trên kia. Cái S nhìn thế nhờ. Vâng, để mình heal cái đã. Nhìn này, vỡ cái đầu. Vâng, chúng ta cần xe. Lốp đồ cái nhẹ. Mình cũng giàu rồi, cần thêm một chút đạn thôi. Vâng, đây nó chỉ là một con boss mà thôi. Hai con boss bắn nhau xong bỏ đi. Thật là vô lý. Nhiều boss thế nhở? Vâng, không biết là bao nhiêu người đây. Hay là cái thằng bỏ chạy lúc nãy nhở? Không phải, thằng này đi một mình. Lắm China VL. Vâng, có thính flare gun ở đây. Hình như là cái thằng lúc nãy bỏ chạy ra bắn thính phải không nhỉ? Đấy, có chiếc xe bốc khói cơ. Vâng, thanh niên ôm thính bỏ chạy. Trời ơi, mình không cần bot. Mình chỉ cần người mà thôi. Ơ, cái con bot này, mình đã không muốn ăn rồi. Muốn nhường cho người khác rồi đấy. Vâng, hai thằng anh em ạ. Thế là không phải thằng lúc nãy rồi. Vâng, hình như là một team. Úi, rồi ôi, sấy lỗi rồi. Nóc một này. Lại China. Lại mấy anh China. Ơ kìa, sao lại quay ngược lại? Định vậy. Ui, tí nữa thì ăn được. Bạn ấy vừa nhích sang bên trái. Ok, chạy thế điếu nữa được. Và mình sẽ ra xem có cái đồ gì ngon không. Nãy mình thấy AUG và snip là khẩu gì vậy ta? Vâng, để mình vào đây bơm xăng cái đã. Ô, có tiếng súng này. Trời ơi, sau lưng đông thế nhở? Thôi cất hẳn qua bên kia nhỉ. Đấy, hợp lý. Ui, cái gì đấy? Vãi chưởng. Vô lý thực sự. Tự dưng trước sau đều có người này. Quay bình tĩnh các bạn ơi. Vâng, nó đẩy luôn đi nha bạn. Rồi toang rồi. Bọn này hình như là cùng một team với nhau đang chạy bo. Và bây giờ chúng nó đang bao vây nhà mình. Toang rồi. Nhà này nó cong bom lên thì đúng toang luôn. Hình như bọn này còn bị ở phía xa xa bắn cà khịa cơ. Bọn này ném bom rất nhiều. Rồi, thằng kia bị bắn chết rồi. Vâng, nó ném bom nhiều thật đấy. Nhưng mà chưa có quả bom nào lên đây cả. Hai.
Khó chơi rồi. Có thằng ngoài để vào này. Ui, không có gốc đứng kê luôn. Nó kê hết ở dưới rồi. À, đẩy này. Bắt đầu đẩy. Trời ơi. Úi. Một bé này. Hai bé này. Vô. Ok, không chạy vào đây à? Không chạy vào đây này. Vâng, còn một thằng nữa thôi. Vâng, mình nhìn thấy có Groza với lại ốp rồi đấy. Hình như nó chạy qua đây cứu đồng đội này. Này thì cứu. Ơ, không phải. Mình chỉ mới gặt giò mà thôi. Vâng, nó vẫn chưa cứu được ai hết. Nó lên hưu thế này. Này thì ăn hiếp thôi này. Bao vây chứ gì. Ốp luôn. Ngon nha. Còn thanh niên Groza nữa, lút nhanh. Bo sắp đến rồi nha bạn. Vâng, chỉ mới một vài giây trước là thế luôn các bạn, là mình cũng run phết. Kiểu cả team ấy nó ập vào, khó chơi, cái nhà này thì khó thủ. Bom lên cái là khó lắm. Rồi mình ra lấy xe của nó. Bọn này công xe đến ào ạt xong rồi bủa vây quanh đây. Khiến mình không thể thở nổi. Ui, có ông ngồi trên nóc nhà này. Trời, còn nhấp nhô các thứ luôn. À, mình nên cất con xe gọn gàng tí không ta? Lát còn đi. Chứ không lại ngồi thẩm du ở đây luôn đấy. Rồi, ok. Ui, sợ thế. Vâng, xe nổ rồi. Sợ lắm anh em ạ. Nhiều thằng nó chơi kiểu nó bắn xe gần nổ ấy. Mình lao lên nó sấy một phát là mình đi luôn. Ui vãi. Trời ơi, tính chơi ke mình đang ngồi đấy chứ gì. Khôn phết đấy. Nhưng mà mình không ngu đâu hả? Đùa, lao xuống luôn hả? Thằng này chơi cũng mau chó ghê ấy. Gọi là có tính chiến thuật. Rồi, bạn ấy ngồi trong một cái phòng. Rồi, bạn tính chiến thuật gì đây? Bây giờ chiến thuật ăn bom nhá. Ok. Trời ơi, làm như nó khó khăn vãi cả trưởng ra. Trong khi nó thực sự là dễ. Vâng, nãy thì mình nghe thấy tiếng bắn nhau bên này. Tới thì chả thấy đâu nữa, nó clear hết rồi nha bạn. Mình nghĩ là nó ở ngoài bo này. Đây đây. Uầy, mình tưởng bị khuất viền đấy chứ. Thì ra là sấy mù mắt. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến check xem còn ai ở đấy nữa không. Ơ, có cục gì phải. Đúng rồi, người này. Vai trưởng thật, tự dưng một ông băng đường xong không sấy. Ô, bọn này không biết bị gì luôn á. Vâng, và như vậy thì chỉ còn một người nữa mà thôi. Lại chơi mấy trò nằm gần nhau xong không bắn nhau này. Sợ thực sự. À, rồi, dễ rồi. Hello bạn. Chơi trò mèo bắt chuột một tí nhờ. Ok.
Vâng, mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và comment bên dưới video của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.